Xin chào các bạn. Sau đây mình xin kể một câu chuyện có thật 100%. Và xin thề với các bạn là 100%, nếu sai mình hoàn toàn chịu trách nhiệm và mình thề bằng cả cái lương tâm của mình. Trong cái quá trình mình gây dựng kênh Chim Cú Gáy thì có rất nhiều những kỷ niệm, mà trong đó là có một cái kỷ niệm như này, mình vẫn còn nhớ y nguyên. Thì trên hình ảnh các bạn đây là một con chim mà nhẽ ra nó giờ phút này nó không còn sống ở trên đời này nữa. Do cái mùa sinh sản nó mình cho nó nhặt trứng đi để lồng vào chim cu Nhật Pháp rất là nhiều, đâm ra là chim đẻ nhiều, gây ra cái trường hợp là có thể là đến cái thỉnh thoảng có một vài con chim mà nó yếu phôi, nó ra khỏi trứng với cái chân nó không được bình thường. Thì đây là một con chim mà nó bị khèo chân, có nghĩa là nó bị bay hẳn một cái chân ra và nó không có khả năng để đứng hay là bậu được nữa. Thì hôm đó là có hai con ở ở một cái ổ nó bị lỗi như vậy, có lẽ là cái đôi đó nó đẻ nhiều quá, mình ép nó đẻ nhiều quá. Thì mình cũng nhặt ra, mình bón được khoảng tầm 5 hôm thì mình nghĩ nó cũng không nỡ đồng nào mà bỏ nó đi hay là như nào cả, mình biết nó tật thì mình bón mà cũng không bán cho ai cả. Khi hôm đó thì trên nhà mình có cỗ thì mình mới mời anh em đến, trong đó có người anh trai mình tên là anh Lâm. Tí nữa cái đoạn sau của video mình sẽ xuất hiện anh đó, ra từ qua tiếng nói thì các bạn sẽ biết. Thì khi ăn cỗ xong thì anh về thì mình mới nói cái con chim nó bị tật như vậy. Thì anh ấy bảo là thôi thì để anh về anh ấy nuôi. Thế thì mình để đưa hai con chim đó cho anh ấy nuôi. Mà trong hai con đó thì có một con thì nó không, số phận nó cũng thiếu may mắn thì nó không còn nữa. Còn con này thì nó cũng vẫn nằm bệt ở dưới sân mà không đứng không đi được. Nhưng mà mình phải lễ phục là ông anh trai mình có một cái tài và cái tình yêu thương động vật rất là lớn. Chính anh ấy mà mình cũng không thể tưởng tượng được, chính anh ấy là người phẫu thuật cái đôi chân của nó. Anh ấy bằng một cái cách gì đó anh ấy chỉnh dùng dây buộc, rồi dùng dao lam, rồi dùng tăm, anh ấy chỉnh lại cái khớp cho con chim này nó thẳng. Đấy, có thể là hình dung, có những lúc hình dung là anh ấy tả là có thể là như kiểu là bẻ cái con chim đấy để nắn lại đấy. Thì hôm nay mình cũng thấy là một cái điều kỳ diệu mà muốn đưa đến một cái câu chuyện có thật để cho các bác biết đến là con chim nó thật sự là số phận nó được sống lâu dài. Và còn đến ngày hôm nay là 4-5 tháng rồi thì mình không ngờ là anh ấy lại nuôi được con chim nó thuần thục và nó lại trưởng thành như vậy. Đấy, đó là một cái điều mà không tưởng, mà đó là một cái mình lễ phục về cái độ kiên trì và độ khéo léo của ông anh trai mình. Đó, thì mình ông anh trai vừa gửi cho mình qua cái Zalo. Đấy, thì hiện giờ thì nó đã thuần thục như một con chim trần rồi. Đấy, thế ra là mình sẽ gọi điện cho anh ấy, thử gọi điện coi là có bắt máy. Đó, gọi điện coi bắt máy không. Hello. Lâm à? Ừ. Ủa thì cái con chim bây giờ nó đẹp thế này à? Ôi trời, sợ nó đẹp này à? Trông quá nó. Cái con chim mà ngày trước nó khèo chân đó. Ờ. Xong anh làm, anh làm thế nào, anh làm thế nào mà nó khỏi được đấy? Trước nó chết khớp đấy, rồi bẻ lại. Bẻ nhưng mà có phải bó băng hay có phải gì không? Bẻ xong lấy dây buộc kì một thời gian đâu tự hiện khớp. Lấy tăm mới lấy dây rủ à? Trời, tăm nhau, ghi với hai cái chân cùng nhau đấy, mấy hôm thì... Giờ đẹp mẹ. Ồ, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nghĩ là nó không thể làm một con chim sống được để bây giờ mà bây giờ nó lại như này à?
Đấy, con trước chân nó mầm thằng sau không? Chân nó thời nó xoay như kiểu cái thằng bị gãy xương Đấy, ở chân mà con làm kia nào. đây, đây, Bây giờ đứng đây. Nó bậu, để nó đứng bậu và cườm kia nhìn mẹ đẹp phết lên. luôn. Trường ngoài đảo con này ở gãy cái hoa đẹp mà. Con này bây giờ thả trần đi khắp nhà luôn. Bước xuống để ở. Nhìn không thể tưởng tượng, mình bảo nghĩ con này chắc không thể sống nổi, nhưng thế nào mà lại sống được. Đợt đấy là cầm hai con về, nhưng mà xong con một con chết, một con này, con này được à? Ừ thì đợt tí nữa con kia chết xong anh về mới hỏi con này mà. Rồi rồi, ok. Đấy là một câu chuyện có thật các bạn, mình không hề bịa đặt một chút nào. Và nếu ai đó mà có nghe câu chuyện này cũng chỉ là một câu chuyện vui thôi. Xin đừng bình luận những cái lời lẽ, hoặc là nếu có gì cho một like để mình có động lực để mình chia sẻ những cái câu chuyện hay hơn nữa về cái kênh Chim Cú Gáy này. Đấy, thì ở phần sau cái đoạn video thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là ly kỳ, nên ra là chia sẻ lên để cho các bác cùng thưởng thức. Các bạn thấy không? Chào nha, mình là cũng xin chào, mình tên là Lâm. Kênh hai của Chim Cú Gáy Hay. Chim Cú Gáy bắt đầu chuẩn bị tới đây là phát triển kênh hai của Chim Cú Gáy Hay. Các bạn truy cập vào trang web biết rồi. Mình một con này mình nuôi thuần từ bé. Mình đang ngồi hỗ trợ cho kinh kinh qua hai để phát triển thêm mở rộng. Vừa rồi thì mình có một em này, cái hai được được nên lên sóng cho các bạn xem. Em này nuôi từ bé thuần nhá, đẹp trong này. Kinh này được 4 tháng thôi nhá, cổ chum màu mã được. Mình đang gột con này để lên làm chính sách đấy. Tôi dỗi mình hè chơi nó hay lắm. Mình sẽ nghe thật cái đoạn này. Cảm ơn. Mình là được cái sở trường thích yêu chim. Ngon chưa? Đấy, tí mình làm clip này chia sẻ mình ở nhà hay chơi. Hôm nay mưa gió, trời mưa lắm. Nhà mình đơn giản đấy. Người chơi vui. Một em này nên là 4 tháng rồi, tầm 2 tháng nữa đến khách nha. Đấy. Số điện thoại của mình là 0336375126. Kênh hai của Chim Cú Gáy Hay. Ai xem clip này chia sẻ cho mình nhá, ủng hộ kênh. Ok, chào tạm biệt. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đa bến nước lời ru của bầm.